chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Vậy là 6 năm tu hành của thầy Thích Minh Tuệ đã có thành quả rồi mọi người ạ. Cái tên Thích Minh Tuệ đã chính thức xuất hiện trên trang bách khoa toàn thư với đa ngôn ngữ toàn cầu Wikipedia. Đây được cho là nguồn thông tin đáng tin cậy để chống lại tin giả. Và hãy xem họ viết gì về thầy Minh Tuệ mọi người nhé. Thích Minh Tuệ sinh năm 1981, tên thật là Lê Anh Tú, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam nổi tiếng với việc hành hương khổ hạnh trên khắp đất nước. Và những câu nói nổi tiếng của ông: con tức Thích Minh Tuệ không phải là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào, cũng không phải tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con thấy đạo đức của con chưa đạt được đến cảnh giới đó. Con chỉ là một công dân Việt Nam giống như bao người mà thôi. Con chỉ muốn tu học, không có mục đích tuyên truyền hay giao giảng gì cả. Phật bày như thế nào thì con làm như thế. Con coi tất cả mọi người trong thế gian là bình đẳng. Con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ. Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Ai không có thứ gì đáng giá trên người mới thực sự là hạnh phúc, vì họ không phải lưu giữ điều gì cả. Đời là vô thường, đâu ai biết trước, nên con phải sớm đi tu. Lỡ mai khi mất đi thân này thì con đâu còn cơ hội để tu. Con mong sớm thành chính quả để con báo hiếu cho cha mẹ mình. Và trong chưa đầy một tháng thì thầy Thích Minh Tuệ đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca. Là người không có gì trong tay, nhưng gần như lại là người đang có tất cả. Chỉ là ông ấy không muốn nhận lấy mà thôi. Và hãy nghe cộng đồng mạng Trung Quốc nói gì về thầy Minh Tuệ mọi người nhé. Dù mới chỉ nhìn thoáng qua, tôi cảm nhận được sự thuần khiết và nhân hậu trong ánh mắt của anh ta. Tôi ngưỡng mộ những nhà sư như vậy. Bạn có thể biết anh ấy là một nhà sư thực sự bằng cách nhìn vào lòng bàn chân của anh ta. Chân đã chai sạn hết cả rồi. Điều này cho thấy nhà sư này đã tu hành như thế này từ rất lâu rồi. Có ai biết cách làm thế nào để đến Việt Nam không? Tôi muốn gặp vị sư này. Tôi muốn nghe ông ấy giảng. Trong xã hội nóng này hiện nay, những người như vậy quả thực hiếm có. Ngày nay các nhà sư hiếm khi có vết chai sần ở lòng bàn chân. Vị thầy này gầy gò và có nhiều vết sẹo nhưng cũng đẹp đến lạ thường. Bây giờ thực sự còn có những người tu khổ hạnh như vậy hay sao? Tôi không thể tin được. Đây mới là tu sĩ chân chính, tốt hơn nhiều so với những tu sĩ hòa mỹ. Đây là nhà sư chân chính, giản dị và khiêm tốn. Đây là bản chất chân chính của một nhà sư, được thể hiện một cách sống động và chân thực. Đây là trạng thái đức hạnh cao nhất, đức hạnh của một tu sĩ. Anh ta chắp vá quần áo, thứ những mảnh vải nhặt ven đường, không nhận tiền. Hãy ủng hộ tu sĩ chân chính. Những người có vết chai ở lòng bàn chân là những tu sĩ thật, còn những người không có là tu sĩ khổ hạnh giả. Chỉ cần nhìn vào vóc dáng, làn da và khuôn mặt đủ để nhận biết đây là một tu sĩ chân chính.